Hello, xin chào tất cả các anh em. Đã rất là lâu rồi và ngày hôm nay mình mới gặp lại được mọi người. Nói thật là mình vẫn chưa hoàn toàn setup xong cái mình quay ấy, cho nên là nếu như mọi người có thể, cái thứ nhất là mọi người nếu mà nghe thấy tiếng nó vang đó hoặc là cái đồ nó còn sơ sài thì rất là mong anh em thông cảm cho mình. Mình cũng đang rất là cố gắng. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng cái việc sớm gặp lại mọi người nó quan trọng hơn, còn những cái việc mà background nó chỉ là vân vân mây mây đó, quan trọng là anh em mình gặp nhau sớm đó. Thì đấy là cái lý do tại sao là mặc dù là mình biết là nhìn có vẻ là vẫn còn đang khá là sơ sài, tuy nhiên mình muốn vẫn gặp lại mọi người. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, mình muốn chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa thuộc cái line Yves Saint Laurent La Nuit. Tuy nhiên chắc chắn rồi, nó không phải là phiên bản EDT mà là một phiên bản flanker khác của nó, và nó được rất nhiều người đánh giá rằng có nét giống với phiên bản La Nuit EDT. Và chai nước hoa này đó là gì? Thì ở đây đó là La Nuit Blue Electric. Một cái mùi, một phiên bản mùi hương mà được đánh giá rất là giống so với phiên bản EDT. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em mùi hương nó như thế nào, độ đa dụng nó ra làm sao, độ bám tỏa mùi nó như thế nào, và đánh giá cái cuối cùng của mình là nó có xứng đáng để sở hữu hay không. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình ngồi thư giãn và let's go. Để nói về cái line La Nuit này thì đối với mình đây là một cái câu chuyện khá là thú vị, bởi vì nếu như so sánh với một số những cái line phổ thông có sẵn trên thị trường, ví dụ như Giorgio Armani, Acqua di Giò hoặc là Azzaro, Most Wanted, thì cái line La Nuit này, những phiên bản flanker của nó được đánh gần như là không thể nào vượt qua được cái bóng dáng người F1 của nó, đó là phiên bản EDT. Trong khi những cái line khác, ví dụ như Acqua di Giò thì có Acqua di Giò Profumo được đánh giá rất là xuất sắc, hoặc ví dụ như Armani Code thì có Armani Code Profumo rất là ổn áp, hoặc là như line Azzaro Most Wanted thì về sau này có Wanted by Night hoặc là The Most Wanted được đánh giá cao hơn rất là nhiều với phiên bản F1. Tuy nhiên cái line La Nuit này thì mặc dù đã có Le Intense, Le Perform hoặc La Nuit EDP, tuy nhiên nếu như so với phiên bản EDT thì thực sự là nó chỉ ở một cái mức độ gọi là miễn cưỡng đó. Và sau khi mà nhà nước hoa YSL này ra cái phiên bản flanker Blue Electric thì nó được đánh giá rất là cao đó, thì có nghĩa là một cái chai có thể tiệm cận được với mùi hương phiên bản EDT. Thì đấy là một cái mà mình cảm thấy khá là thú vị khi mà nói về cái line La Nuit này. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại cái chủ đề chính đầu tiên, đó là về mùi hương của chai nước hoa này. Có thể nói rằng để nói về mùi hương của chai nước hoa này thì đối với cảm nhận của mình, nó là một sự kết hợp giữa hai mùi hương chứ không phải là 100% của phiên bản EDT, mặc dù những cái nốt hương của nó là giống với phiên bản EDT. Cái chai Blue Electric này về thành phần mùi hương là giống hệt với phiên bản EDT, tuy nhiên với cảm nhận của mình nó là một sự kết hợp giữa hai phiên bản, đó là chai nước hoa Yves Saint Laurent Lôme và phiên bản EDT. Có nghĩa rằng nó là cái sự kết hợp khoảng 60% của phiên bản EDT và 40% của chai nước hoa Yves Saint Laurent Lôme thì để ra cái phiên bản Blue Electric. Khi mà mình ngửi mùi hương của chai nước hoa này thì có 3 nốt hương là mình cảm nhận rõ rệt nhất, đó là ginger, gừng, lavender, oải hương và cardamom, bạch đậu khấu. Thì để nói qua một chút về 3 nốt hương này, đầu tiên đó là gừng hay còn gọi là ginger. Nếu như các anh em muốn biết cái tông mùi gừng nó là như thế nào thì chúng ta hãy nên thử chai nước hoa Lôme của nhà YSL, bởi vì cái vị thanh hơi cay cay nhẹ của nó thì mình thấy rằng tất nhiên còn rất là nhiều những chai nước hoa sử dụng nốt gừng, tuy nhiên đối với mình thì chai Yves Saint Laurent Lôme là một cái mùi hương nó thể hiện rất là rõ cái tông mùi gừng. Thường thì cái nốt này mình thấy là khá là phù hợp để sử dụng trong office đó, bởi vì với cái tông như mình nói, cái vị thanh và hơi cay nhẹ một chút nó rất là phù hợp để sử dụng trong văn phòng đó. Lavender, oải hương thì đối với cảm nhận của mình nó có theo như hai cái xu hướng mùi, một đó là hơi nồng nàn
Mà ở đây chúng ta có thể cảm nhận rất là rõ ở phiên bản EDT, Lanidolom EDT hoặc là Salvatore Ferragamo F Black, nó sử dụng cái nốt ngoại hương mix cùng với táo. Tiệu chung lại thì nó có cách blend mùi đầu tiên, đó là cái vị nồng nàn, hơi một chút gì đấy, nó một chút bùng nổ, đó, nồng nàn và một chút bùng nổ ngoại hương. Và cái thứ hai là nó sẽ có thiên hướng giống như là một bông hoa được ép khô ở giấy. Mà đây chúng ta có thể cảm nhận rất là rõ ở chai nước hoa Prada Luna Rossa, Prada Luna Rossa hoặc là MFK gì nhé, tự nhiên mình quên mất tên, mình sẽ để hình ảnh ở đây. Đó đều là hai chai nước hoa sử dụng nốt ngoại hương mà nó tạo nên một cái tông hơi powdery. Nó không phải dạng kiểu powdery như kiểu là iris hoa diên vĩ, mà nó hơi một chút thôi. Tuy nhiên đối với mình cảm nhận thì nó giống như là một cái bông hoa ép trong giấy ấy. Chúng ta ngửi chúng ta thấy hơi cái vị khô khô, hơi phân phấn một chút. Tất nhiên đấy là cái cảm nhận của mình, chứ nó không có một cái gọi là sách vở nào là phải như thế này, phải như thế kia. Đơn giản nó là cái cảm nhận của mình mà thôi. Và nốt cuối cùng đó là bạch đậu khấu, cardamom. Đây là một nốt mùi mà được sử dụng rất nhiều trong, đặc biệt là trong tông spicy cay nồng. Có thể là fresh spicy cay nồng tươi và warm spicy cay nồng ấm. Để mà nói về nốt bạch đậu khấu này thì mình nghĩ rằng trong một cái video này thì không thể nói hết được, bởi vì đây là một nốt cực kỳ là được ưa chuộng sử dụng trong nước hoa nam. Ở vậy mình chỉ nói qua một chút thôi. Và ở cái chai Blue Electric này, khi mà mình xịt thì chúng mình sẽ cảm nhận được cái vị thanh hơi cay nồng kết hợp một chút của hải hương và cái vị spicy đó của bạch đậu khấu. Và cái dry down của nó chỉ là một cái nền hơi kiểu ngọt nhẹ, hơi ngọt thôi, hơi ngọt, và nó vẫn là để cho cùng với cái nốt spicy kia, cay nồng kia. Và tất nhiên rồi, nó có cái nét của EDT, nhưng như mình đã nói ở đầu video, nó không phải là 100%, mà ở đây là 60% của phiên bản EDT và 40% của chai nước hoa Yves Saint Laurent L'Homme. Hai chai đấy cộng vào và ra mùi hương của Blue Electric đó. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của phiên bản Flanker này. Tiếp theo nữa đó là về hiệu năng của mùi hương. Có một điều khá là ngạc nhiên là trên da của mình thì chai nước hoa này không phải là có một cái hiệu năng quá là tốt. Nó không phải là tệ nhưng cũng không phải là quá là tốt. Là trên da của mình nó rơi đâu khoảng tầm 6 tiếng và có thế nào nhỉ? Có trên thiên hướng skin scent trên da của mình. Thì đấy cũng là một cái điều mà mình cảm thấy là không được quá ấn tượng cho lắm. Mặc dù là mình thấy là có khá là nhiều những comment gọi là khen ngợi về cái hiệu năng của chai nước hoa này tốt hơn rất là nhiều so với phiên bản EDT hiện tại. Tuy nhiên trên da của mình thì cũng không phải là một cái gì đấy nó quá là xuất sắc. Thì tuy nhiên cái vấn đề hiệu năng mùi nó là cái cơ địa của mỗi người đó, thì cho nên đây cũng chỉ là một cái để mà các anh em tham khảo mà thôi. Về dịp dùng và độ tuổi, tất nhiên rồi, Lanidolom, người đàn ông của bóng đêm, nó với cảm nhận của mình thì nó chỉ hợp với tầm từ khoảng các anh em tầm từ 20 cho đến tầm 28-29. Đấy là một cái độ tuổi mà chúng ta tất nhiên là có độ trẻ trung, sexy và có một cái độ ăn chơi. Thì cái việc của chúng ta sử dụng Lanidolom mình nghĩ rằng nó khá là phù hợp, đặc biệt là vào những ngày mát và hơi se se lạnh. Mình không nghĩ rằng đây là chai nước hoa hợp với mùa đông, nó chỉ dụng vào trời mát và hơi se se lạnh. Thì các anh em xịt chai nước hoa này vào các dịp, ví dụ như là nói chung là đi chơi, đi làm, đi karaoke, đi bla bla bla, nó rất là phù hợp. Và một cái mùi hương nào mà có thể gây được một cái ấn tượng cho các chị em thì đây, mình nghĩ rằng Blue Electric rất là phù hợp. Mình không cho rằng là các anh em nào mà tầm từ khoảng trên 30 ấy, bởi vì là nó anh em mình nói nó dừ dừ rồi đấy, mà xịt những cái mùi mà nó có một cái kiểu như là trêu hoa ghẹo nguyệt mà chúng ta xịt những cái mùi hương như đấy, mình không cho rằng là nó hợp. Thì đấy là cái quan điểm của mình, các anh em chỉ là để tham khảo mà thôi. Ok, tổng kết lại, đây là chai nước hoa có xứng đáng để sở hữu hay không? Mình cho rằng với những ai sở hữu ưa thích cái tông mùi của Lanidolom thì Blue Electric rất là thú vị.
Với cái phiên bản, những cái batch hiện tại của phiên bản EDT thì Blue Electric là một cái sự thay thế khả dĩ là ổn áp đó. Còn với những anh em nào mà chúng ta ví dụ như là về cái vấn đề kinh tế mà chúng ta cần phải có một cái sự mua chọn mùi hương nó hợp lý, thì mình khuyên các anh em Blue Electric chúng ta nên cân nhắc, bởi vì cái nhất chai nước hoa này khá là khó mua, mặc dù nó không bị ngưng sản xuất nhưng cũng khá là khó mua, và cái thứ hai là cái giá của nó thì cũng không phải là dễ chịu, thì đấy cũng là một cái mà các anh em nên cân nhắc. Và cái nữa là bây giờ hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những cái sản phẩm mùi hương mà nó ổn áp, cũng có những cái độ đĩ kiểu như thế, và cái đặc biệt là cái giá của nó thì nó dễ chịu hơn rất là nhiều, thì đấy cũng là một cái mà các anh em nên cân nhắc. Và dù sao thì đây cũng là một chai nước hoa cũng đáng để mà chúng ta sở hữu, tuy nhiên chúng ta nên gọi là cân nhắc kỹ hơn một chút thôi đó. Thì đấy là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Yves Saint Laurent Lanier de l'Homme Blue Electric. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, và chúng ta chắc chắn rồi sẽ sớm gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Còn bây giờ anh em mình chào thân ái, bye bye.